Xin giới thiệu và hướng dẫn các bạn là một cái bộ tời 12V 4500 lb. Cái này sức nâng của nó là 450 kg. Đấy, các bạn chế tời nâng tay hoặc là chế tời xe rất là phù hợp và khỏe nhé. Ở đây thì sẽ có bộ điều khiển từ xa. Đối với những cái tời từ 4000 lb ở trên ấy, thì nó có điều khiển từ xa. Cách đấu thì rất là dễ thôi. Ở trên này nó đánh dấu B cộng, B trừ, M cộng và M trừ. M cộng và M trừ thì vào động cơ, M cộng là vào cực đỏ đây này. Đấy, M trừ thì vào đây. Còn B cộng, B trừ thì vào âm dương của ACQUY thôi. Cái này là vào điều khiển bấm tay này. Đây là điều khiển tay. Còn đây là điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa thì nó có nút tắt nguồn ở bên trái này. Thì lúc nào các bạn không dùng thì tắt xuống như này cho nó đỡ tốn điện và nó an toàn, tránh trẻ con nó bấm. Đấy. Ngoài ra thì bên em bán bộ tời thì luôn luôn sẽ cho khách thêm 2 cái phụ kiện nữa. Cái này thì đi theo bộ thì không nói. Nhưng mà cho thêm khách hàng một cái móc pa lăng này. Cái móc pa lăng này thì nó có tác dụng là sẽ tăng gấp đôi cái tải trọng khi các bạn nâng hàng lên. Đấy, và một sợi cáp mềm. Cáp mềm này khoảng 1 mét. Còn phụ kiện đi kèm thì nó sẽ có cả ống dẫn hướng dây này. Đấy, và một cái chân đế này, chân đế rời đây. Trên bộ tời này thì nó có cái nút chỉnh này này. Cái này là sẽ để chỉnh kéo tay và kéo máy. Khi các bạn xoay về phía ngược chiều kim đồng hồ thì tời nó sẽ có thể rút dây bằng tay được. Và khi các bạn muốn rút máy thì các bạn phải xoay cái tời ngược lại. Đấy, thì nó sẽ bấm. Đây trên này người ta có cái biểu tượng này, hình người kéo này các bạn này. Các bạn xoay về phía này nhé. Đấy, là người kéo. Đây là cái biểu tượng là nhả bánh răng này, nhả đi hợp này. Còn đây là đóng này, đóng vào lúc này sẽ là động cơ kéo các bạn nhé. Nhả ra và thu vào. Thì đây là mình đấu sẵn rồi, mình thử thôi. Đây là nhả ra này. Đấy, đây là mình đang tắt nhé. Giờ mình phải bật lên như này. Đây là nhả ra này. Đây là thu vào này. Còn đây là tời tay này. Điều khiển bằng tay này. Ra này. Vào này. Đấy. Đối với trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị ấy, thì sử dụng cái tời tay này thì nó chuẩn hơn. Các bạn dừng là nó dừng ngay, các bạn nhả là nó nhả. Thì rất phù hợp để cho các bạn điều chỉnh lắp đặt máy móc trong những cái xưởng máy móc chẳng hạn. Đấy. Còn đối với này cái điều khiển từ xa thì nó có cái độ trễ. Ví dụ như các bạn nhả này thì các bạn nhả tay thì nó một lúc nó mới dừng. Đó. Đấy, thì tùy theo cái tính chất công việc, nói chung các bạn làm thì sử dụng điều khiển tay cũng được, từ xa. Cái điều khiển này có thể được 30-40 mét ấy. Nói chung là rất là thoải mái, nó tiện lợi cho các bạn đứng ở xa để cầu hàng nó an toàn hơn. Đấy, dây cáp này là dây cáp 6 ly này, rất là to. Cái này thông số cáp hình như là 12 mét thì phải. Đấy, rất là dài, cả một cuộn cáp này. Các bạn có thể nối cáp thêm hoặc là bấm lại loại cáp to hơn. Tuy nhiên là cái đường kính quấn cáp này nó chỉ có bằng này thôi. Nói chung là mình muốn độ để quấn nhiều hơn thì cũng không khó, nhưng mà làm một cái mặt bích để mở rộng 4 cái con ốc này ra ngoài là được, không có gì khó cả. Đấy. Cho con ốc này xa thì các bạn muốn tời bao nhiêu mét cũng được, cáp bao nhiêu mét cũng được, cái đấy không thành vấn đề. Đấy, cái này đi bấm cáp thì đều có chỗ nó người ta bấm hết thôi. Đấy, thì toàn bộ phụ kiện là như vậy. Đấy. Mọi chi tiết đặt hàng thì liên hệ qua 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.